Chúng ta đang đứng cái bộ điều khiển đây là máy bơm. Chúng ta sẽ giải thích cho bà con chúng ta về cái nguyên lý hoạt động của cái bồn phân mà rất là nhiều quý bà con chúng ta muốn pha phân bón qua bồn, chúng ta pha làm sao. Thường thường bà con chúng ta có thể liên hệ với các đơn vị mà cung cấp ống nước là hạt là bà con chúng ta chưa có, thì mình có thể giới thiệu cho bà con chúng ta một cái đơn vị để bà con chúng ta có thể là ứng dụng cái công nghệ đơn giản này cho cái vườn của mình, hoặc bà con tự làm nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì đây là cái máy bơm, còn đây là cái lọc nha bà con. Cái lọc để chúng ta lọc rác, lọc đồ này nọ từ dưới của máy bơm nó qua đây, nó có cái lọc cái rác để nó rác nó không có điều ra cái bét ngẹt bét. Thì cái lọc này là bà con chúng ta cũng chú ý là chúng ta phải cung cấp có đầy đủ cho nó để nó không có bị ngẹt rác nha. Rồi đây là cái máy bơm nha bà con chúng ta, là đây là cái máy bơm ha. Thì máy bơm này đang hút, và cái máy bơm là cái ống này này, máy bơm này, cái ống nước đang hút từ ở dưới cái mương lên. À, chúng ta hút qua cái máy bơm, qua đẩy qua ra ngoài kia. Đó, rồi bà con thấy cái bồn này với cái dây này, cái cây này nó lằng nhằng như thế nào thì mình cũng giải thích cho bà con chúng ta nha. Rồi khi cái máy bơm hoạt động thì nó sẽ hút nước dưới kia, và đây là cái chỗ mà cái van, cái chỗ này là để mồi nước, là bà con chúng ta biết rồi đúng không? Còn cái van này là bà con mở ra thì nó sẽ hút nước từ cái bồn này, bồn phân chúng ta pha là nó sẽ hút nước từ cái bồn phân này, và nó sẽ ra từ đó, nó ra, nó hút qua cái máy bơm và nó đẩy ra luôn. Có nghĩa là khi chúng ta mở cái van này ra thì cái máy bơm nó sẽ hút hai nơi, một nơi từ dưới mương và một nơi ở cái bồn phân đúng không bà con? Đó, và thêm cái chỗ này nữa, đây là cái nguyên lý của nước vào cái bồn này. Nghĩa là đây, khi mà cái máy bơm nó qua thì nó đẩy cái nước ra ngoài kia, và một cái nước mình câu vô để nước vào bồn. Thì bây giờ mình xả, mình mở cái van này cho bà con chúng ta coi ha anh Nghi. Bây giờ mình mở này, bà con chúng ta thấy này, đó là nó trào nước vào đây. Đó, bà con chúng ta thấy này. Rồi mình khóa lại nha bà con nha. Rồi mình khóa lại. Và khi nào cái bồn của chúng ta pha phân bón xong xuôi rồi, chúng ta sẽ mở cái van bên kia để chúng ta tưới phân bón nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái bồn này á, để coi nó bao nhiêu lít đây. Cái bồn này 1000 lít đó. Để em coi thử cái số bồn này nhiều lít. Ai 500 hả anh? 500 không? À, 500 hả? À, phải đúng rồi, 500 không anh Nghi? Đâu số đâu? Đâu? Đây ha. 500. Thì bà con chúng ta bắt đầu pha ha. Thì bây giờ thường thường mình hay nói với bà con chúng ta là một cái bộ can siêu dưỡng cây như thế này là chúng ta pha cho 2000 lít nước. Đúng không bà con? 2000 lít nước thì bây giờ 500 thì chúng ta chia làm 4. 1/4. Là 1/4 đúng không? 1/4 thì năm như vậy chúng ta chia cho 1/4 là được, năm mình chia cho 4 được nhiều lít. Một lít 25. Cho 1 lít 25 nha bà con nha. Rồi, 1 lít 25 ok. Rồi bây giờ á là chúng ta một cái can siêu dưỡng cây chúng ta cộng với 2 gói humic Hoa Kỳ, 2 gói trico humic, chúng ta pha cho 2000 lít nước. Thì bây giờ mình cái này mình cũng chia làm bốn luôn đúng không? Chia làm 4 thì 2 kg, chia làm 4 là nhiêu? Cái nửa ký. Rồi ok luôn. Rồi thì bà con chúng ta vừa theo dõi video và coi mình pha ha. Cái trico humic này nó có cái gì? Nó có trico đề ma, có bacillus, có azobacter, có cái hệ vi sinh cộng đồng của nó, và có cả cái humic luôn. Thì bây giờ mình tưới nửa ký ok không anh? Mà cái bồn này sao không 500 nó nhỏ chứ ta, đúng không anh ruột? 500 phải không? Nhỏ hơn 1000 hả? Đồ ok luôn á, 500. Rồi bây giờ mình xé ra ha. Thì thường thường á bà con chúng ta này, mình bột phải pha trước, nước là pha sau đúng không anh Nghi? Đúng rồi. Bây giờ mình trút xuống nửa ký ha. Để trút nửa ký, ok. Nửa ký thì mình ước lượng thôi. Rồi chúng ta trút xuống nửa ký. Rồi nửa ký humic Hoa Kỳ nữa nha mọi người. Rồi trico humic của nó thì nó sẽ cung cấp cái hệ vi sinh cộng đồng của nó cộng với là humic. Còn cái này humic Hoa Kỳ thì có humic và có cả vi lượng nha bà con. Nó sẽ tạo cho đất của chúng ta có một hàm lượng vi lượng, cũng như là tạo cái môi trường thuận lợi cho đất chúng ta sinh sôi nảy nở ha. Đất của chúng ta tốt. Rồi chúng ta trút nửa ký. Rồi nửa ký humic Hoa Kỳ. Rồi ok anh Nghi. Ok ha. Ký rưỡi đó vô rồi nãy mở nước vô cho nó tuyệt điều. Rồi bây giờ mình bỏ gì vô nữa anh Nghi? Siêu dưỡng cây nữa. Bỏ siêu dưỡng cây vô nữa ha. Bây giờ là mình bỏ vô là 1 lít 25 đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ mình cho 1 lít 25 thì bây giờ ước chừng đi. Mình ước chừng nha bà con. Mình ước chừng. Nói chung là tốt nhất là nên có cái cốc đo thì là tốt nhất. Bây giờ mình có cái cấp như thế này. Đây là cái chai rồng xanh kéo đọt nửa lít.
đó, hồi xưa cái câu chuyện mà chúng ta căng con voi nhớ không, con voi mà dưới cái dưới vàng đó, ông vua ông kêu là ông ai cứu được ổng là ông cho là vàng ngang con voi đó, thì ông có ông Trạng Quỳnh ha, Lương Thế Vinh gì đó là ông căng, thì bây giờ mình cũng căng y vậy, cái này là học này. Rồi bây giờ mình rút vô đây bà con chúng ta thấy nè, cái dòng nước nè siêu dưỡng cây, bà con chúng ta thấy dòng nước siêu dưỡng cây á, rất là đậm đặc luôn nha bà con. Trời nó thơm nè, coi nó thơm, ôi cha cho thơm thơm thơm. Rồi chúng ta sẽ rút vào đây là chúng ta có được nửa lít, đúng không anh Nghi? Đó đồ chính xác luôn, à y chang luôn. Vậy thì chúng ta pha 2.5 chai, đúng không anh Nghi? 2 chai, gần rưỡi rồi. Gần rưỡi thôi, vậy là cuối cùng là bà con chúng ta đúng 2.5 chai. Nhưng bây giờ mình lo cho nó cao cao một chút là cũng đủ rồi đúng không? Không đủ hả? Rồi bà con chúng ta rút nữa, rồi nửa chai nữa. Rồi nước nào đó? Nó thơm mùi của Fluvit. Rồi anh mở cái đó đi, rồi anh hứng cái này cho nó. Mở cái này hứng chỗ nào? À nước nó chảy xuống đây, rửa. Trời ơi. Rồi nó mạnh sao nó mạnh? Coi nó hư cái camera về công ty đền nha ông nội, thiệt luôn, có tiền đền đó. À thôi em tí nữa rửa ra kia, rửa tại nhiên em mình rửa ra chi. Rồi bà con chúng ta có thể theo dõi cái video anh Mr. Nghi anh đang quay cho bà con chúng ta xem. Đó là cái sản phẩm sau khi mà chúng ta pha, chúng ta trộn. Thì lấy cái nắp đậy lại nữa ha, để không à. Sau khi mà chúng ta pha, chúng ta trộn xong rồi á, thì cái lượng nước nó đầy lên, là nước ở đây nó tự đánh luôn Nghi. Đúng rồi. Và bà con chúng ta cũng lưu ý nè, chúng ta cũng không cần khó cái này lại. Chúng ta trong cái quá trình chúng ta tưới á, thì chúng ta mở cái kia là nước nó cứ riu vào nó đảo luôn. Nhưng nếu vậy thì mình ngồi mình đứng mình canh. Lỏng thuốc. À lỏng thuốc hả? Đường nào cũng vô vườn của mình, nó đâu qua vườn hàng xóm đâu sợ. Ví dụ như anh uống một cái vừa ba lít nước, anh uống cái vừa ba lít. Bà con chúng ta thấy rằng là khi mà pha lên này, bà con chúng ta thấy cái độ đậm đặc của nó vẫn còn đây ha. Nó rất là đậm đặc và bay cái mùi thơm của Fluvit, của amino acid, của rong biển, của tảo biển trong cái can siêu dưỡng cây. Thì bà con chúng ta có thể coi lại một chút xíu về cái siêu dưỡng cây ha. Một số anh em chúng ta hỏi rằng cái siêu dưỡng cây trong này nó có gì, có amino acid, có rong biển, tảo biển, Fluvit và 17 loại acid amin. Bà con chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng của mình chỉ cần sử dụng cái siêu dưỡng cây này là đầy đủ, đặc biệt là trong cái giai đoạn thúc cơ đọt nha bà con nha. Nó đầy đủ rồi, chúng ta không cần phải sử dụng phân bón NPK, không cần phải sử dụng phân bón hóa học. Tại vì ở trong này đầy đủ và giúp cho cây chúng ta hấp thụ dinh dưỡng đầy đủ nhất rồi. À bà con nha, đây một cái video mà mình cũng chia sẻ với bà con chúng ta về cái cách mà chúng ta tạo một cái bồn mà để tưới phân. Thì bà con chúng ta có thể là tự làm cũng được nữa. Thì cái máy bơm ở đây, cái nước ra của cái máy bơm là cái nước vô của cái bồn, và cái hút thì máy bơm chúng ta nó sẽ có hai cái van, một cái van là nó hút ở dưới mương, và một cái van là nó hút qua cái bồn. Nên bà con chúng ta tạo như vậy là được rồi. Đây, một nước vô của máy bơm này, một nước vô của bồn là nước ra của máy bơm, và chúng ta hút thôi, có vậy thôi, đơn giản thôi. Thì cái bộ lọc này cũng rất là quan trọng khi mà, tại vì khi mà bây giờ mình tắt đây chỗ đây lại ha, tắt ở đây rồi đó, thì bây giờ nước ở bên kia nó tự chảy rồi. Khi chúng ta thấy nó đầy rồi thì chúng ta có thể là xử lý là chúng ta mở cái van bên này, thì mình tưới thử cho bà con chúng ta xem. Từ từ ha. À còn mấy cái bét trong kia từ từ, có nghĩa là anh mở cái bét tưới từ từ thôi, chứ không phải là tưới hết một lần đâu em, từ từ. Tại vì cái vườn của bà con chúng ta canh này, vậy thì một cái bồn như thế này á, một cái cây mà chúng ta đang tưới á, chúng ta tưới cho con cây là 10 lít nước của cái bồn này thôi. Thì 10 lít của bồn 500 lít này là chúng ta tưới được cho bao nhiêu cây, là mỗi cây 10 lít tưới được 50 cây chứ nữa, 50 cây đó. Thì bà con chúng ta có thể pha đậm hơn chút xíu nữa để chúng ta tưới nó phủ nguyên cái vườn của mình. Quan trọng là chúng ta canh, là chúng ta tưới cho số lượng cây thôi. Ví dụ như 100 cây đi thì mình sẽ pha cái liều lượng nó cao hơn và cũng dồn ở trong đó thôi. Đường nào nó cũng đẩy lên cái vườn nó đều hết. Nhưng mà còn chúng ta cũng lưu ý ở cái điểm đó không có gì hết á, không có bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc, và nó đi phủ toàn vườn hết. Thì trước khi tưới thì bà con chúng ta chịu khó là chúng ta xả nước một chút để làm gì, nó có ẩm độ và nó có cái lượng nước nó dẫn dụ ở xuống đất. Sau đó thì chúng ta pha, chúng ta tưới là ok, hoặc là chúng ta pha trước luôn rồi chúng ta chờ, chúng ta tưới 5 phút rồi chúng ta mở cái van ra là ok nha bà con nha. Đấy, ví dụ như vậy đó bà con chúng ta nhìn thấy này đó, bây giờ chỉ cái việc là chúng ta mở cái van này, chúng ta ra mở cái van này là bắt đầu chúng ta tưới này nha, mở cái van này là bắt đầu chúng ta tưới này đó, lượng nước ở trong này nó hút ra ha. Đây, lượng nước bắt đầu nó hút cái phân của chúng ta là bắt đầu có thấy hiện tượng là đen, và cái bồn chúng ta đang cạn này, chúng ta đang thấy nó rất là rõ ràng luôn, và đang cạn này.
Rồi em qua đây em quay cho bà con chúng ta xem cái lượng phân mà nó sẽ ra ở trong cái dù cái cà này nó đen dữ vậy. Đây bà con chúng ta thấy cái lượng phân nó ra này. Đen luôn cái tay luôn à. Nè nè. Thôi nó